Đồng hành cùng Khánh Vân tại Miss Universe 2020 ngoài CEO Bảo Hoàng còn có mentor Gary Thắng Nguyễn, người trực tiếp hướng dẫn cho cô nàng tại phần vấn đáp và ứng xử. Sáu ngày sau khi cuộc thi kết thúc, mới đây, mentor Gary Thắng Nguyễn đã có những lời nhận xét về Khánh Vân trên mạng xã hội. Theo đó, khi nhận được câu hỏi của một dân mạng, anh nghĩ sao về chị Khánh Vân, Gary Thắng Nguyễn chia sẻ ảnh chụp chung với nàng hậu và cho hay, Vân xứng đáng hơn với những gì bạn ấy đang có vì con người cách sống và cư xử với người khác cộng với nỗ lực không ngừng của cô bé không chỉ thế anh còn dí dỏm trêu đùa à vân còn xứng đáng với một đĩa bột chiên nữa tại bạn đang thèm qua những lời nói trên có thể thấy mentor thắng nguyễn đã có những ấn tượng khá tốt đẹp với khánh vân mentor trực tiếp hướng dẫn đánh giá về khánh vân anh nhận định khánh vân xứng đáng với những gì đang có bên cạnh đó người hướng dẫn trực tiếp cho Khánh Vân còn tiết lộ về việc sẽ hướng dẫn cho Kim Duyên đến với Miss Universe 2021. Anh chia sẻ đoạn tra với nàng Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Trong cuộc trò chuyện, cả hai đang cùng bàn luận về những tiêu chí tuyển chọn thí sinh xuất sắc tại Miss Universe, một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Là người có kinh nghiệm, mentor Gary Thắng Nguyễn nêu quan điểm, anh quan sát thì họ không tìm những người đẹp nhất nhưng họ tìm Spokerson, người phát ngôn, nếu em muốn đi sâu. Gary Thắng Nguyễn trao đổi với Kim Duyên về cuộc thi Miss Universe 2021 sắp tới. Gary Thắng Nguyễn và CEO Bảo Hoàng là hai người đồng hành cùng Khánh Vân tại Miss Universe 2020. Khán giả đang rất mong chờ sự kết hợp giữa mentor Gary Thắng Nguyễn và Á hậu Kim Duyên.